Rèm màn, sơn nhi, chuyên thiết kế và cắt may tất cả các dòng rèm sự kiện, rạp cưới, mẫu mới nhất, đẹp nhất. Hôm nay rèm màn sơn nhi tiếp tục lên cho trung tâm tổ chức tiệc cưới, nhà hàng Gia Chánh tiệc cưới một dòng rèm sự kiện đẹp với tông màu trắng, các vải nhúng kim tuyến kết hợp với sợi dây kim tuyến rất là đẹp luôn. Quý khách hàng các trung tâm tổ chức tiệc cưới có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp xin hãy alo cho Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Rèm màn Sơn Nhi chuyên thiết kế và cắt may tất cả các dòng rèm sự kiện, rạp cưới mẫu mới nhất, đẹp nhất. Hôm nay là em lên cho khách một tông rèm sự kiện đẹp, nền trắng tinh. Đây là nhúng kim tuyến hàng bên em chạy may cho khách là hàng loại 1, nhúng chất liệu nhúng dày, kim tuyến đính trên nền rất là dày dặn luôn. Quý khách hàng có nhu cầu xin hãy alo cho rèm màn Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Cả nhà ơi, còn đây là một cái nền bên em kết hợp chạy sợi dây kim tuyến, nhưng đặc biệt sợi dây kim tuyến bên em chạy nó rất là dày dặn luôn, rất là đẹp luôn, khi mà treo lên nó lung linh rất là đẹp. Đây là không gian bên rèm màn Sơn Nhi mới may xong cho khách, em quay thử này. Các trung tâm tổ chức tiệc cưới có nhu cầu muốn may rèm sự kiện đẹp, rạp cưới đẹp mẫu mới xin hãy alo cho Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Quá đẹp luôn, một không gian làm việc của chúng em.